Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại lò vi sóng khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại lò vi sóng nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng lò vi sóng cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc lò vi sóng phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là lò vi sóng Electrolux. Đây là nhãn hàng quá quen thuộc tại Việt Nam và có tầm vóc quốc tế, có mức độ uy tín cao về chất lượng. Đa phần các model lò vi sóng của Electrolux sở hữu kiểu dáng đẹp, thiết kế nhỏ gọn với dung tích chỉ từ 20 đến 30 lít. Lò vi sóng Electrolux luôn ghi điểm với khách hàng nhờ thiết kế tinh tế, sang trọng và phù hợp với nhiều không gian nhà bếp. Ngoài các chức năng cơ bản như nấu, giã đông, hâm nóng, một số lò vi sóng của Electrolux còn tích hợp thêm đa dạng chức năng khác như nướng, khóa tự động, chuông thông báo. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là lò vi sóng Saab. Saab là thương hiệu sản xuất đồ gia dụng hàng đầu tại Nhật Bản và hiện nay các sản phẩm của họ đã được phân phối tới nhiều quốc gia trên thế giới. Saab đã mang đến cho thị trường rất nhiều mẫu mã chủng loại đa dạng, từ lò vi sóng cơ giá rẻ cho đến những dòng sản phẩm lò vi sóng điện tử có nướng hay lò vi sóng hơi nước cao cấp giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn. Tất cả lò vi sóng của Saab đều thiết kế khoang lò từ thép không gỉ, có tính chịu lực, chịu nhiệt tốt và dễ dàng vệ sinh sạch sẽ. Đối với sản phẩm có giá tầm trung trở lên sẽ có chế độ khóa bảng điều khiển tự động để đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là lò vi sóng Sanrio. Sanrio đến từ Nhật Bản cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp như lò nướng hay lò vi sóng. Theo đánh giá từ người tiêu dùng thì sản phẩm của thương hiệu này có thiết kế đẹp, chất lượng sử dụng tốt, hoạt động ổn định và có độ bền cao. Hầu hết lò vi sóng Sanrio thuộc dòng sản phẩm cơ với thiết kế bắt mắt, khoang lò phẳng có dung tích nhỏ gọn. Lò vi sóng Sanrio có giá bán khoảng 1 đến 4 triệu đồng và sẽ phù hợp với những gia đình ít người. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là lò vi sóng LG. Một thương hiệu nữa đến từ Hàn Quốc, đó chính là LG. Điểm chung thường thấy ở hầu hết lò vi sóng LG là thiết kế gọn gàng, dung tích khoang lò vừa phải đảm bảo nhu cầu cho các gia đình từ 3 đến 4 người. Lò vi sóng LG sở hữu nhiều tính năng hoạt động hiện đại nhất hiện nay, tạo ra nhiều tiện ích sử dụng cho khách hàng và sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến không hề kém cạnh các thương hiệu khác trên thị trường. Lò vi sóng LG đa dạng về mẫu giá, giá thành và tính năng hoạt động. Giá bán một sản phẩm sẽ dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Thời gian bảo hành chính hãng là 12 tháng kể từ khi mua hàng. Đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là lò vi sóng Aqua. Aqua là thương hiệu sản xuất đến từ Trung Quốc, các sản phẩm của thương hiệu này hiện đang được bán phổ biến tại nội địa và xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác. Lò vi sóng Aqua hầu hết là dòng sản phẩm giá rẻ từ 1 đến 1,5 triệu đồng nên được phần đông người tiêu dùng tại Việt Nam cực kỳ chuộng. Nhìn chung thì thương hiệu Aqua được kế thừa khá nhiều tinh hoa đến từ thương hiệu nổi tiếng Sanrio. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là lò vi sóng Samsung. Sản phẩm lò vi sóng Samsung là một trong những thiết bị điện gia dụng đang được bán chạy và là đối thủ của nhiều hãng sản xuất. Có thể thấy lò vi sóng Samsung sở hữu nhiều kiểu dáng thiết kế ấn tượng, mang lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian bếp. Khoang lò có dung tích từ 23 đến 28 lít, được dụng ceramic bền đẹp, có khả năng chống dính, chống chảy xước và tính kháng khuẩn cực cao. Bảng điều khiển cảm ứng có thiết kế menu tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng thao tác. Lò vi sóng Samsung giá rẻ sẽ có đầy đủ chức năng cơ bản và sử dụng chất liệu sản xuất hiện đại. Giá bán lò vi sóng Samsung sẽ dao động từ 2 đến 4 triệu đồng và bảo hành trong vòng 12 tháng với nhiều chính hãng hấp dẫn. Và vừa rồi là top 7 hãng nào tốt chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc lò vi sóng phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.